Chị nói nghe nè, tối nay là sinh nhật của chú Julian á. Dạ. Chị em mình còn có mười mấy ngàn à, sao mua quà cho chú? À, hay mình gom hết đồ ăn thử miễn phí trong siêu thị tặng chú nha chị. Thôi không được đâu, chú Julian đâu có thiếu thốn vậy đâu. À, hay là em vẽ tranh tặng chú nha. Hả? Vẽ tranh hả? Dạ. Cũng được á. À, vậy chị sẽ chị sẽ may áo cho chú. Áo hả chị? Ừ, ừ, hồi sáng cô Hoa có bỏ cái màn cũ á, bây giờ chị sẽ may áo cho chú. Đi thôi, sắp trễ rồi. Dạ đi. Ở đây á, nhìn ai cũng quải hết trơn á. Nhìn mặt mấy người đó mà hết muốn nhậu luôn á nè. Tôi cũng thấy vậy luôn á. Ủa? Hai đứa đang nói gì với nhau ạ? Thì em đang nói về bạn của Julian nè. Nhìn đi nhìn lại không thấy ai đẹp trai bằng Anh Quốc hết trơn á. Anh Quốc ơi. Đến bây giờ em mới nhận ra vẻ đẹp của anh đó hả? Thật sự thì anh đẹp trai quá, mọi người cũng đừng kỳ thị những người ở đây. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của chú Liên. Đúng là công ủng công chờ đợi tối hôm nay mà. Chàng trai 10 trên 10 đã bắt đầu xuất hiện. Chị ơi, em vẽ xong rồi. Chị sợ chị làm không kịp quá à. Bức tranh này phải tô màu lên mới đẹp. À chị ơi, cái màu ở đâu bây giờ? Hay là em xuống mượn Lâm Chi đi. Con nhỏ tiểu thơ đó không cho em mượn đâu. Thì em nói khéo một chút là được mà. Con nói khéo cỡ nào nó cũng không cho mượn đâu. Lâm Chi ơi. Dạ. Cái màu ở đâu bây giờ? À. Nè, chị lên. Cô dặn nè, con nấu cơm chưa? Dạ, con xin lỗi cô, để con đi nấu liền nha. Ê, khoan đã, cô dặn đã. Hôm nay chỉ mình con bé Lâm Chi ở nhà thôi, con chiên cái trứng cho nó ăn là được rồi nha. Dạ, mà vậy còn thịt sườn thì sao cô? Không nha, cô dặn rồi đó, tuyệt đối không nấu sườn cho nó. Dạ, con biết rồi. Cô đi công chuyện đó. Dạ. Lâm Chi ơi. Vậy bài đang làm gì vậy? Bộ đuôi sao không thấy? Đang làm bài tập vẽ. Ủa, đi ăn cơm hả? Nấu nghe mùi thịt đâu? À, không phải. Bạn có thể cho mình mượn mấy cây bút chì màu của bạn một chút xíu được không? Sao? Thấy người ta vẽ xấu nên mượn bút màu chọc quê hả? Không chết đâu. Không phải đâu mà, một chút xíu thôi nha. Đi đó. Người gì đâu mà dữ quá vậy. Còn nhiều chỗ chưa tô quá à. Mà mình chỉ có một màu à. Giờ sao ta? Hay mình ghẹo nó tức để nó chạy mình tiếp. Lâm Chi ơi, sao tôi mệt với nhỏ này ghê luôn á.
Nghe cái giọng điệu điệu là biết nó đang nhờ giả cái mình cái gì rồi. Đi ra không? Lan Chi ơi á, hồi nãy á, mình coi chương trình hình á, mình thấy có một bạn á, có con búp bê giống của bạn lắm luôn á. Bạn cho mình một con búp bê đó chơi thử một lần được không nha? Sao tôi nói mày lì quá vậy? Đi ra! Đi mà một chút xíu thôi, một chút xíu. Đi ra! Bực mình con nhỏ này ghê luôn á. Nghe giọng điệu điệu lấy nó bụng mày. Không biết nó đang làm gì ta. Giờ tôi hỏi lại lần nữa, là không cho tôi ăn thịt sườn đúng không? Không phải đâu, tại cô nói là không có cho em ăn sườn. Có nhiều à, em ăn đỡ đi nha. Nếu vậy tôi sẽ nhịn đói. Ô mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, cản đường cản lối. Cản lối. Nhìn mặt là hết hay sức sống rồi. Yo 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 yo, everybody put your hands up. Yeah, me, me, me. Yeah. Hỏi chứ. Sao ông giờ cũng trễ rồi nè, anh chưa thấy tâm ý tới. À, chắc là bận gì rồi cho nên tới không được. Nhưng không sao đâu, cứ chơi vui đi, sinh nhật anh mà. Trời, 9 giờ hả? Chị sợ chú đi ngủ luôn quá à. Chị ơi, phải nhanh lên nữa. Chị sắp xong chưa? Chị sắp xong rồi, em xong chưa? Em chỉ còn một ông mặt trời nữa thôi là xong rồi. Tranh thủ lên nha. Nó đang làm gì vậy trời? Mày da đẹp quá ha. Ủa làm gì? Mày làm gì ở đây vậy? Nhưng cái lúc mà tao ra khỏi phòng á, mày lấy màu của tao đúng không? Đâu có đâu. Mình chỉ mượn một chút thôi mà. Mình xin lỗi nha. Đúng đó làm chi? Tâm Anh chỉ mượn một xíu thôi à. Để chừng nữa chị mua chị trả lại cho em nha. Có đưa bức tranh cho tao không? Không được đâu. Bức tranh này là mình vẽ tặng quà sinh nhật cho chú Julian mà. Nhỏ này, nó không thích nhẹ nhàng, nó muốn mình mệt. Mày muốn tao mệt đúng không? Ok, thích thì chịu. Tao sẽ làm cho tao mệt cho mày vừa lòng của mày đi. Bây giờ được chưa? Em làm cái gì hả? Xong rồi, còn cái áo này chị tính làm sao? Để chị tranh thủ. Nhanh đi chị. Xin lỗi anh Julian nhiều nha. Chú Julian ơi. Chú Julian. Ôi. Ủa? Sao giờ lại bị nói? Trời ơi. Trời ơi sao mà trễ quá vậy? Tụi em xin lỗi mọi người.
quà của chú nè, chúc mừng sinh nhật chú nha. Trời ơi, đâu có cần quà cáp gì đâu. Dạ, cái này là quà tụi con làm thôi à. Sau này tụi con có tiền á, tụi con mua quà lớn hơn cho chú nha. Chú cảm ơn con nhiều nha. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Ừ, cảm ơn con. Tên tên. Chú có thích không chú? Ôi, chú rất là thích. Nhưng mà đặc biệt á, là chú thích cái bộ phối phía sau nè. Không biết con lấy đâu ra cái ý tưởng mà phối được ra. Ủa mà sao con cười vậy Tâm Anh? Dạ, không có gì. Ê, Tâm Anh, con bị cái gì ở tay vậy? Dạ, không có gì đâu chú. Ừ, thôi, nhưng mà dù sao chú rất là thích, chú cảm ơn con nha. Dạ, chú thích là được rồi. Ừ. À, chú ơi. Hả? À, con cũng có quà cho chú nè. Ủa có hả? Ơi, cảm ơn con. Wow. Ủa mà Tâm Anh sao con lại phải dán lại rồi còn thiếu cái mặt của chú nữa là sao? Chuyện đó dài lắm chú ơi. Để xíu con kể chú nghe. Mà cái mặt của chú con tìm hoài không ra. Con xin lỗi chú.